Pick up in the morning, your hands feeling on me. Vamos a probarnos, then baby you're rolling deep. Siente como me late corazón. I should want to play you just like that. Rồi và nãy giờ đã đi được rất là nhiều. Mina đã thay ra bộ gọi là gần giống như bikini của Mina. Và sau đây là chú voi đang ăn tre. Mọi người nói rằng là voi thì rất là thích ăn banana này, chuối, rồi các loại trái cây, hoa quả, các loại cabbage, veggies. Chắc chắn nó không ăn meat. Và voi ăn rất là nhiều. Một ngày voi ăn 200 kg. Và voi này đã rất là gọi là grandma, giống như là bà nội vậy đó, tại vì rất là lớn tuổi rồi. Và bây giờ tụi mình đang đi tham quan trong rừng xem nơi mà voi sinh sống như thế nào. Thực ra bé voi này rất là hiền, thực sự rất là hiền. Và bé ăn rất là nhiều chuối, nãy giờ mình cho ăn chắc cũng phải 4 nải chuối mà kiểu như siêu bự. Và chắc là cũng khoảng hơn 100 trái. Đây, chú voi đây, vẫn miệng vẫn đang ngậm. Nên mình cũng không biết là có khi nào đói tới mức thấy cái tre đằng trước xô đẩy mình không. Xô xuống là mọi người thấy không? Dưới này này. Đây, trang phục của Mina này là một lát nữa mình sẽ quay tiếp cái phần OTD này. Ra trong chuyến đi Mina, chuyến đi này Mina mang rất là nhiều bộ đồ. Không biết là có kịp quay hết không, tại vì bận đi trải nghiệm vậy nè. Thực sự rất là vui. It's a cold for a summer night. I text you, I'm sorry, I don't mean to bother, but figured I gotta try. And you say you're busy, but I don't believe you. It's keeping me up at night. The way my emotions keep turning around, can keep it inside, no. Here we go, we go, we go. And let the roller coaster ride begin. Here we go, we go, we go. Told you I won't let you in. Take a hand, now I'm fine. Cause I wanna be loved by you. I wanna be loved by you. Ngày hôm nay thì là một ngày mới. Và hiện giờ Mina đang tới quán có tên gọi là Rustic and Blue. Đây. Và quán này Mina cảm thấy rất là thích là bởi vì nó nằm ngay trung tâm và nó nằm ngay trung tâm thương mại ở Maya. Và có rất là nhiều những cái món ăn organic. Và có một điểm Mina rất là thích là đây này mọi người. Quán người ta ghi là Eggs and Friends. Và ở đây người ta ghi là Some Friendship are Thomas. Thì đối với Mina thì Mina là một người rất là thích ăn trứng ấy mọi người. Nên là mình tới đây mình thấy như vậy xong rồi mình đã gọi cho mình một món Egg Benedict. Ở đây, cái này là Scrambled Eggs. Mina có gọi thêm một cái phần Extra Grilled Mushroom là nấm. Nướng lên và hai miếng bánh mì cà chua và scrambled eggs. Bên cạnh đấy thì Mina cũng có gọi thêm cho mình một cái matcha latte. Thực ra thì mọi người cũng biết là Mina hay uống cà phê rồi, nhưng mà khi mà sang bên này mình cảm thấy là uống cà phê nhiều quá, cái lượng caffeine nó làm mình bị dizzy ấy. Cảm giác như là không có được tỉnh táo lắm nữa, nên là mình đang cố gắng thay đổi cái thức uống của mình một chút. Để cái Mina có nghe nói là các thành phần trong matcha này có trà xanh thì sẽ giúp chống oxy hóa ra cho da và sẽ giúp da nóng glowing hơn và chống lão hóa nữa. Nên là nếu như mọi người có đang nghiện cà phê giống như Mina
thì nhớ hãy thử matcha latte nha, rất là ngon. Mina mời uống nào. Ngon lắm mọi người ơi. Và đây, bây giờ thì Mina sẽ ăn và sẽ quay một cảnh OT cho mọi người sau nhé. Cause I wanna be loved by you, 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 you.